nuôi chó nhàn lắm. Lại cái bàn tay. Xin chào tất cả mọi người đến với kênh của Rockefeller Govi, trại chó giống Rockefeller Hà Nội. Hôm nay mình sẽ ghi lại một cái buổi chiều ở trại chó, các việc mà làm. Tại sao, để mọi người hiểu được là tại sao mà rất nhiều các bạn gọi đến cho Rockefeller Govi nhưng mà lại không, mình không có bắt máy được, thì mọi người sẽ xem rồi mọi người sẽ hiểu là lý do tại sao. Và các bạn hãy luôn nhớ một điều, nếu mà các bạn muốn mua chó con của bất kỳ một trại chó nào thì các bạn cần phải có sự kiên nhẫn khi mà gọi điện thoại. Bởi vì sao? Bởi vì chăm chó thì nó rất là nhiều công, và chủ trại thì nó không phải là chủ shop, không phải là một cái người buôn để mà lúc nào cũng cầm điện thoại để trực được. Mọi người cũng là thông cảm cho bản thân Rockefeller Govi cũng như là các trại chó khác, là cái thời gian nó sẽ quá ít thời gian cầm điện thoại. Thành ra mọi người nếu mà quan tâm đến chó của trại thì chúng ta gọi không đúng lúc mà mình bận thì mọi người sẽ để lại tin nhắn nhé. Cảm ơn mọi người. Mời mọi người cùng xem. Hôm nay mình sẽ tắm cho bọn nhóc con này và chỉnh lại cái nền. Cái nền nhà, bởi vì là mấy ngày hôm nay thì Hà Nội mưa, thành ra nền nhà rất là ẩm. Mình vừa mới thay cái bạt cũ, cái nền cũ, vừa thay cái nền cũ bẩn rồi. Tí nữa sẽ thay cái nền mới cho chúng nó, đang chờ cho cái nền nhà nó khô đã. Trong thời gian chờ nền nhà khô thì mình sẽ tắm cho bọn nhóc con này. Chào mọi người, bây giờ là 6:20. Đây là sau khi mà sau một cái lúc tắm cho chúng nó. Đây, nhóc con này. Thực sự quan tâm thì chúng ta sẽ để lại tin nhắn giúp cho Rockefeller Govi. Trại sẽ gọi lại cho các bạn thực sự quan tâm. Cho mọi người xem lại cái bàn tay. Nuôi chó nhàn lắm. Nuôi chó nhàn lắm. Em cho anh bao đớn đau phiền. Không phải em, nào đã phải em. Cả một đội tuyển hôm nay được cái thảm mới. Xích ra đây nè. Ô thế, chào Nina. Nina. Ô thế, nhắc lên tên nó là thôi. Hey yo boy. Tao boy. Mãi chơi. Tao boy. Tao boy. Thế. Chào Sumo. Chào Nina. Tao em, đứa nào cũng được lên video hết nè. Chào Namek. Namek. Nina. Sumo. Nano ơi, Nano. Thằng Nano còn đang mãi phá. Nano có sức phá không? Nano ra đây xem nào.
mẹ nó xì cho chúng nó cái này cho nó đỡ trơn, giải quyết cái mấy hôm ảnh hưởng bão trời nó nồm nền nhà ướt nha. Nina yên đấy, là Nina ngồi sướng nào, ngồi yên đấy. Xinh gái lắm, trời được rồi, xinh gái toá nhỉ. Hôm nay còn mỗi mình em con gái ở đây, con ăn xin nó về nhà là gần đâu, không có đứa nào để mà chơi. Rồi em ngồi xuống đi nào. Ui giời, ông boy này ông ra ông gã gẫm chơi bời. Để Nina giải quyết, để quay Chumo tí nhá. Chào Chumo. Thằng nào nô cứ nô nhỉ. Hôm nay mới tắm cho bọn nhóc con, mấy hôm vừa rồi mưa gió bẩn quá nhỉ. Rồi nằm ra anh xem nào. Nào nằm ra nào. Đợt này ẩm cả một lũ bị đứa nào cũng có vết nấm, mới phải xịt thuốc xong. Chân to như cái cột đình rồi, chân to như cái cột đình rồi mà còn cứ gặm linh tinh. To bằng mấy ngón tay rồi, ba ngón tay anh rồi. Ghê quá nhỉ, to bằng ba ngón tay anh rồi. Hôm nay cân tất cả đều được 9 cân rồi. Nina bắt nạt. Nó ồn quá nhỉ, chúng nó ồn ào quá đi thôi. Trời ơi, mấy đứa ồn ào quá nhỉ. Em ra đây chưa? Ra đây, ra đây. À, rồi, nằm xuống, tránh xa cái bọn kia ra, bọn ồn ào quá đi thì. Nhỉ, chúng ta để chúng ta chơi với nhau, kệ cho chúng nó ồn ào, ghét. Nhỉ, ồn ào ghê. Ok, em lên làm đại ca, em ngồi xuống đây. Đây là Nà Mách. Trời, nhìn cái chân chúng nó này. Chân so với lại hai ngón tay tôi là to hơn rồi. To bằng ba ngón tay tôi rồi, chân to bằng ba ngón tay tôi rồi. Tao em yên để anh lau mặt đã. Làm gì mà tại sao lại bụi lại ấy thế này? Nào nằm ra nào, nằm ra đi. Tí phải bấm móng chân nhá, móng chân dài quá rồi này. Ok, tí bấm móng chân. Yên đấy. Thế nào, Nina ra đây. Nina nằm à? Nina không thích nằm ở cỏ à? Nằm ở ngoài này mát hơn hả? Hả?
là mà ngoài này mát hơn hả? Ấy, không thích nằm cỏ đâu. Chẳng phải Nina đứa nào cũng thế. Quả này là để cho đi lại cho nó đỡ trơn nhỉ. Nhờ hình như boy, chào em. Chào Sumo. Sumo ơi, Sumo buồn cười nhỉ. Anh đang chào Sumo đấy. À, bị sứt chân à hả? Rồi, bôi thuốc rồi còn gì nữa. Thôi không liếm. Để tí anh bôi thuốc cho. Để đây tí bôi thuốc. Không liếm. Thôi nha, chào mọi người nha, cho mọi người xem thế thôi. Yên. Ok em ngồi xuống đi. Ngồi xuống nào.